trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, cho mình hỏi một chút là có bạn nào ở đây giống với mình là có sở thích decor trang trí nhà cửa không nhỉ? Kiểu mỗi lần được trang trí, dọn dẹp không gian sống của mình thì luôn cảm thấy vui vẻ và rất gì vào này nọ đúng không? Thế nhưng không phải đồ vật nào chúng ta cũng có thể để trong nhà được đâu. Bởi vì theo quan niệm của rất nhiều người, có những đồ vật mang năng lượng xấu, thậm chí là chứa đầy tà khí, khiến cho gia chủ gặp nhiều xui xẻo. Vậy đó là những đồ vật nào? Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé! Đồ cũ không rõ lai lịch. Chắc chắn ở đây sẽ có nhiều bạn giống mình, đó là có một niềm đam mê mãnh liệt với đồ second hand, tức là đồ cũ, quần áo cũ đã qua sử dụng đấy các bạn ạ. Đồ vừa đẹp vừa xịn mà giá lại còn phải chăng thì ai mà chả mê đúng không? Thế nhưng các bạn ạ, theo quan niệm phong thủy thì những đồ cũ không rõ lai lịch lại mang đến những điều không lành và bị coi là có sát khí. Nếu chủ nhân cũ của món đồ còn sống, còn khỏe mạnh thì không sao. Nhưng nếu chẳng may họ đang mắc bệnh, đã qua đời hay làm ăn thua lỗ, phá sản thì vô tình bạn sẽ tiếp quản trường khí xấu ấy. Như vậy thì chẳng khác nào bạn tự rước xui xẻo vào mình. Thử tưởng tượng mình đang mặc một cái gì đó của một ai đó mà mình không quen biết mà họ lại không còn sống nữa thì... Ôi thôi, nghe đã sởn hết cả da gà rồi ý chứ. Bên cạnh quần áo, phụ kiện cũ thì đồ cũ cũng là một trong những danh mục mà theo phong thủy không nên để vô tội vạ trong nhà. Biết là đam mê của rất nhiều người bởi nó thể hiện sự am hiểu lịch sử, sự quý hiếm. Tuy nhiên, đa phần các đồ cổ ngày xưa đều được chôn theo vua chúa, tộc trưởng, quan lại. Các loại đồ cổ không rõ nguồn gốc, đồ tùy táng từng được chôn theo người đã khuất thì đều không nên đặt tùy tiện trong nhà. Bởi theo phong thủy, nó chứa âm khí rất nặng và ảnh hưởng xấu tới tiền tài, sức khỏe của gia chủ. Tóm lại thì bất luận thế nào thì để đồ cũ không rõ lai lịch trong nhà cũng có thể làm phá vỡ cục diện phong thủy vốn dĩ cát tường trong ngôi nhà của bạn. Thế nên là dù có đam mê cũng nên hạn chế nhé. Tiếp theo cũng là một đồ vật nằm trong danh sách cấm kỵ nhưng nhiều người vẫn vấp phải. Cây xương rồng. Yêu thiên nhiên, đam mê trồng cây cảnh hay là ngắm cây cảnh hoa lá là sở thích của rất nhiều người. Chưa kể, cây cảnh thậm chí còn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho chúng ta sau những ngày dài làm việc mệt mỏi. Và trong số đó thì cây xương rồng là loại cây được nhiều người ưa chuộng bởi dễ trồng, dễ chăm sóc nhất. Có thể các bạn chưa biết thì chính từ những thứ tưởng chừng như vô hại lại ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà và gia đình bạn, có thể mang lại vận xui cho cả gia chủ. Cây xương rồng có nhiều gai nhọn và sắc xung quanh nên theo phong thủy nó sẽ tạo ra những năng lượng xấu, dễ mang đến bệnh tật, xui xẻo. Chúng ta có thể sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ hoặc không có hứng thú với bất kỳ việc gì. Và vị trí thích hợp để đặt cây xương rồng đó là hành lang hoặc ban công chứ không phải là trong phòng kín. Còn nếu nhà bạn là một căn hộ chung cư thì bạn có thể trồng cây kim ngân, cây sống đời hoặc cây sen cạn. Những cây này rất dễ trồng và mang lại vận khí tốt lành cho gia đình đấy. Và không chỉ xương rồng đâu, hoa giả hay là hoa khô dù thời gian bảo quản được lâu nhưng cũng không nên để trong nhà lâu ngày. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, mùi hương của các loại hoa giả, hoa khô trên thị trường hiện nay được tạo ra từ những hóa chất nhân tạo sử dụng với mục đích thương mại. Nếu chúng ta không biết mà vô tình đặt những loại hoa ấy trong phòng kín hoặc là trong phòng ngủ thì có thể nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người. Sức khỏe đi xuống thì tinh thần cũng theo đó mà đi xuống. Vì vậy, để công việc và cuộc sống được cải thiện hơn thì hãy thay đổi thói quen dùng hoa khô, thay vào đó là những bình hoa tươi đầy sức sống và đừng quên thay mới thường xuyên khi hoa đã tàn nhé. Ví cũ, rách. Theo các bạn thì ví cũ có nên vứt đi hay không? Đây hẳn là câu hỏi của không ít người đúng không? Nhất là đối với những ai làm nghề kinh doanh, buôn bán. Tùy thuộc vào mỗi tình huống mà có những câu trả lời khác nhau. Chẳng hạn như nếu ví mang đến cho bạn nhiều tiền, tài lộc và may mắn thì nên giữ nó lại. Cất ở một nơi sạch sẽ và xem như bùa may mắn. Còn nếu ví đã cũ nhưng đã từng không đem đến cho bạn quá nhiều may mắn, bạn có thể bọc nó lại và đem vứt vào một ngày trời mưa. Vậy câu trả lời thực sự là gì nhỉ? Theo nhiều chuyên gia phong thủy, họ tin rằng với một chiếc ví đã cũ thì nguồn năng lượng cũng đã giảm sút đáng kể. Một chiếc ví khi đã được sử dụng một khoảng thời gian sẽ dần mất đi tác dụng hút vận may về tài lộc cho vật chủ. Nhất là đối với một chiếc ví bị sờn rách thì chắc chắn sẽ đem lại nhiều điều không may. Tài lộc sẽ đi ra từ những chỗ bị rách, bị thủng đó. Nguồn năng lượng tốt lành ban đầu cũng dần biến mất theo sự xuống cấp của chiếc ví. Hay, giờ mới biết lý do vì sao mình nghèo rồi các bạn ạ. Có khi phải thay ví mới ngay, chứ ví cũ lắm rồi. Và tương tự như ví rách, giày hỏng cũng là vật bạn nên tiễn đi sớm nếu không muốn tài vận dậm chân tại chỗ. Theo quan niệm của người xưa, giày cũ, hỏng tượng trưng cho sự vất vả, nghèo khó. Còn trong phong thủy, giày cũ, hỏng có thể mang theo ám khí, dễ khiến chủ nhân hao tài, tán lộc. Vật trang trí làm từ lông, tóc. Không biết ở đây có bạn nào từng giống Top 1 chúng mình không? Đó là một vài lần vô tình xem phải mấy clip kinh dị, kiểu đi mua tóc giả các thứ, mà ai dè, tóc đó lại là của người mất.
Thế là không chỉ bị ám đâu mà vận xui cứ thế liên tục kéo theo. Nghĩ lại thôi đã nổi hết da gà rồi. Vậy thì thực hư điều này là như thế nào? Với sự phát triển của xã hội hiện đại thì những món đồ trang trí làm từ lông, tóc đang xuất hiện ngày một nhiều trên thị trường. Và dù chúng có thể rất đẹp nhưng lại là những đồ vật có sát khí theo quan niệm của phong thủy. Ngay cả khi chúng được làm từ chất liệu giả thì chúng cũng không thích hợp để được bày trí trong ngôi nhà của bạn. Theo quan niệm phong thủy cho rằng, điều đó sẽ mang thêm phiền phức vào nhà, gia chủ liên tiếp gặp xui xẻo. Thế nên, tốt nhất là tránh xa vận hơn. Máy móc hư hỏng. Nhớ hồi xưa đồ gì mà hỏng hóc cái là bố cứ hì hục cả buổi để sửa cho bằng được. Đơn giản vì ngày ấy cũng khó khăn lạc hậu, cứ phải tận dụng hết sức có thể, sửa được tí nào hay tí đó. Nhiều đồ thậm chí không còn cách cứu vãn nữa, thế nhưng mà vẫn cứ muốn để lại trong nhà, lưu giữ, rồi thì tiếc, không nỡ vứt. Thế nhưng mà đó chưa hẳn là điều tốt đâu các bạn ạ. Theo các bậc thầy phong thủy, các món đồ điện tử chính là đại diện cho sức mạnh, năng lượng và quyền lực. Do đó bạn không nên giữ những máy móc hư hỏng trong nhà bởi nó ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Chúng ta có thể sửa nó, hoặc nếu bó tay bó chân vì không thể cứu vãn được nữa thì tốt hơn hết là nên dọn dẹp và loại bỏ chúng ngay để không làm ảnh hưởng đến nguồn năng lượng trong gia đình. Và trong số những đồ hư hỏng không nên giữ lại nhất trong nhà thì đồng hồ chết chính là một trường hợp điển hình. Vốn dĩ thì đồng hồ vốn tượng trưng cho sự sống, dòng chảy sinh mệnh. Khi đồng hồ ngừng chạy thì sẽ mang hàm nghĩa của sự mất mát, tạo nên cảm giác tang tóc và không có sức sống. Những vật sắc nhọn. Ngoài đồ second hand rồi đồ cổ như chúng mình đã nói ở trên thì nhiều người còn có thói quen siêu tầm, mua các loại đao kiếm, vũ khí để trưng trong nhà cho vừa đẹp, vừa thể hiện được uy nghi của gia chủ. Thế nhưng những đồ vật này là những đồ vật cũng nằm trong danh sách cấm bởi tất cả đều có sát khí. Mang vào nhà rồi sẽ ảnh hưởng tới vận thế của gia chủ hoặc gây ra những điều xui xẻo, không mong muốn. Khi để những món đồ này trong nhà sẽ khiến tinh thần của những người trong gia đình hoảng loạn, nhiều áp lực, nghiêm trọng còn gây ra hoang mang, lo lắng, tinh thần xuống dốc, mất ăn khó ngủ, sức khỏe giảm sút, kéo theo đó là tài vận cũng không được hanh thông. Chưa kể chúng còn dễ gây tai nạn cho người trong nhà nữa. Chưa nói có bị làm sao không, nhưng mà cứ vào nhà ai mà thấy đao kiếm là đã cảm thấy hoang mang, run cầm cập rồi ý chứ. Ngoài vũ khí, đao kiếm thì tượng Phật không rõ nguồn gốc cũng là món đồ kiêng kỵ nên tránh không để trong nhà để không làm ảnh hưởng đến phong thủy của bạn và người thân. Những bức tranh ảnh với nội dung nhạy cảm hay bạo lực. Và lời khuyên cuối cùng của top 1 chúng mình dành cho các bạn đó là hãy bế ngay những bức tranh ảnh với nội dung không nên như thế này ra khỏi nhà. Có không ít gia chủ vì sở thích cá nhân mà lựa chọn treo trong không gian phòng khách những bức tranh hay là bức ảnh có nội dung khá thiếu tế nhị hay có hơi hướng bạo lực. Điều này không dừng lại ở việc thiếu lịch sự mà nó còn vô tình phạm phải lỗi đại kỵ trong phong thủy học. Trong ảnh quá phản cảm, lộ liễu da thịt sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý con người, xa hơn là tác động tiêu cực đến con đường công danh sự nghiệp của gia chủ. Những bức hình kích động bạo lực, vũ khí có thể gây ra tình trạng gia đình mất hòa thuận, vợ chồng tranh cãi hay thậm chí là bạo lực gia đình. Và ngoài những món đồ trên thì còn có một số thứ cần lưu ý đó là sừng hươu, tê giác, da báo, thậm chí là đầu trâu, đầu ngựa. Tóm lại là xương và đầu của động vật đã chết với vẻ ngoài hung dữ cũng đem lại điều không tốt cho gia đình. Nói đến các món đồ dùng để trang trí trong phòng khách thì búp bê chính là đại kỵ. Mặc dù những con búp bê nhìn vào rất dễ thương nhưng theo quan niệm phong thủy thì chúng dễ chiêu dụ nỗi phiền phức hay họa tiểu nhân không đáng có cho gia chủ. Chưa hết, thuốc hoặc là mỹ phẩm quá hạn cũng nằm trong danh sách cấm. Theo các chuyên gia thì những vật này có chứa luồng khí độc khiến cho bạn khó giải phóng nguồn năng lượng, thư giãn và trẻ hóa. Rồi cả gương vỡ nữa các bạn ạ. Quan niệm này có lẽ đã khá phổ biến với các gia đình Việt. Cứ vỡ gương thì quan niệm dân gian sẽ cho rằng đó là điểm xui rủi. Thế nên, nếu có lỡ tay làm vỡ thì nhớ dọn dẹp và vứt ngay luôn các bạn nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những món đồ được cho là chứa đầy tà khí và tuyệt đối cấm kỵ không nên để trong nhà. Dĩ nhiên là tất cả đều xuất phát từ quan niệm từ xưa tới nay. Tuy nhiên thì vẫn như thường lệ, chúng ta vẫn nên nhắc nhở nhau có thờ có thiêng có kiêng có lành, nên là kiêng được gì thì kiêng, càng tốt. Nếu các bạn yêu thích chủ đề của video này thì đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!